Ngày nay hễ mở mạng xã hội hay là báo lên là sẽ thấy không ít những cái nhà khởi nghiệp trẻ thành công. Họ đẩy được tổng giá trị công ty lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí là một số người còn chưa chạm đến con số tuổi 30. Chạy theo làn sóng hoài bão này, hàng tháng rất nhiều startup được thành lập, nhưng mà tỷ lệ thất bại lại vô cùng cao. Ở Mỹ, tính đến năm 2021, 20% startup thất bại ngay trong năm đầu tiên, 50% gục ngã trong vòng 5 năm và 65% phải bỏ cuộc trong vòng 10 năm. Vì vậy, nếu như bạn đang mới bắt đầu khởi nghiệp hay là vẫn còn đang nhen nhóm ý định này, thì đây chính là video dành cho bạn. Nó được viết bởi tác giả Hoàng Tùng Mr. Pizza, một writer chuyên phân tích về chủ đề kinh doanh, với quá khứ khởi nghiệp trải dài nhiều năm trời. Có thể là mình đang sống trong một cái xã hội mà nó quá đề cao cái tính là mình bắt buộc phải yêu công việc, phải có đam mê thì mình mới có thể thực hiện tốt được công việc. Chứ không nhất thiết lúc nào mình cũng phải nhận những công việc mà mình rất thích. Đôi khi nó lại là một cái cạm bẫy. Không có một công việc gì đấy để mà gọi là hoàn hảo về mặt cảm xúc. Khi mọi người có nhiều việc quá, mọi người hay bị lo quá. Gần như là não bộ ngừng hoạt động để có thể xử lý luôn. Công việc này, sự nghiệp của em hay của bất kỳ một ai nó sẽ không thể nào dễ hơn theo thời gian nữa. Mà nó sẽ khó và nhiều hơn theo thời gian. Để được làm những thứ mình thích thì mình sẽ phải làm những thứ mình không thích ấy. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Tôi là người thích kinh doanh và trải qua nhiều thất bại ở trong kinh doanh. Người ta thường nói, thất bại là mẹ của thành công. Câu nói này không sai, nhưng mà cũng không đúng. Bởi vì tôi đã chứng kiến rất nhiều người khởi nghiệp sau khi vấp ngã đã không thể gượng nổi dậy để đi tiếp. Mỗi lần thất bại trong việc kinh doanh riêng, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều nguồn lực, đặc biệt là ở ba khía cạnh chính. Đầu tiên là về thời gian. Chúng ta cống hiến rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp của mình, nhưng mà không có kết quả. Và bạn biết rồi đó, thời gian là thứ cực kỳ quý giá, bởi vì khi càng nhiều tuổi, nhiệt huyết khởi nghiệp của cá nhân thường có xu hướng giảm dần. Thứ hai là về tiền bạc. Không thất bại nào trong kinh doanh riêng không gắn liền với cả mất mát về tài chính. Ít nhất là bạn sẽ mất đi tiền đầu tư cơ sở vật chất cho doanh nghiệp, để rồi đến lúc thất bại, bạn sẽ rất may mắn nếu như tình trạng tài chính của bạn là con số 0. Trên thực tế, rất nhiều bạn bè của tôi sau khi thất bại đã phải bắt đầu với con số âm. Và tôi cũng chẳng phải là một ngoại lệ. Và trong thời buổi kinh tế hiện nay, đồng tiền kiếm được là vô cùng quý giá. Cuối cùng là về tâm lý. Đây là mất mát vô hình nhưng mà lớn nhất. Khi khởi nghiệp, chúng ta đầy khao khát, đam mê, hoài bão, để rồi khi đối diện với cả thất bại, chúng ta phải đối diện với hàng loạt câu hỏi: tôi thật kém cỏi, tôi thật vô dụng. Và chưa kể là những cái ánh mắt của bạn bè, người thân luôn xoáy vào bạn. Những câu nói dè bỉu, ta đã bảo rồi mà, sẽ luôn khiến bạn cảm thấy dằn vặt. Chính rào cản về mặt tâm lý mới là điều kinh khủng nhất, là yếu tố khiến tôi chứng kiến nhiều bạn bè của mình sau khi vấp ngã đã không thể một lần nữa phá rào để khởi nghiệp lại. Trong khi rất nhiều sách vở đề cao cái sự thất bại thì hãy cẩn thận, tốt hơn hết là tránh được thất bại mà vẫn gạt được thành công, đó mới là điều tốt nhất. Nếu mà bạn yêu thích thất bại, tốt hơn cả là bạn nên có nhiều tiền, nhiều thời gian và có tinh thần thật là thép. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì mỗi lần khởi nghiệp thất bại, tôi thường phải mất từ 1 đến 2 năm mới có thể phục hồi được và tiếp tục khởi nghiệp trở lại. Sau này, khi nhìn lại, tôi mới thấy có rất nhiều thất bại của mình diễn ra một cách khá là ngu xuẩn. Thực tế là những thất bại này hoàn toàn có thể tránh được. Trải nghiệm thất bại sau đó thành công là điều tốt, nhưng mà tốt hơn cả là phải quan sát, học hỏi để tránh khỏi thất bại cần thiết. Chúng ta không nhất thiết phải sờ vào điện 220V để có thể biết rằng là điện giật có hại. Những thất bại cũng vậy, có nhiều thất bại trong lĩnh vực khởi nghiệp được lập đi lập lại, và nếu quan sát một cách kỹ càng, học hỏi một cách chân thành, chúng ta sẽ tránh được thất bại, và điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được những cái nguồn lực khổng lồ về mặt thời gian cũng như là tiền bạc. Tôi đã rất nhiều lần thất bại, nhưng tôi xin kể với bạn ba câu chuyện tôi đã thất bại khi khởi nghiệp, và những thất bại đó đã cho tôi những bài học gì. Mong các bạn tránh được những thất bại mà tôi đã vấp phải. Tôi vốn học Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Hà Nội. Từ thời sinh viên, tôi và các bạn bè cùng lớp đã có những hợp đồng dịch, mức giá tiền khi đó là 50.000 đồng một trang. Điều đáng nói, định nghĩa của một trang giấy ở đây có mức độ co giãn rất lớn khi mà các công ty dịch đưa cho chúng tôi những tờ giấy A4 nhưng mà căn lề ra sát dòng. Phông chữ thì không bao giờ là 12 mà chỉ là 10, đặc biệt là không bao giờ xuống dòng.
Sau khi ra trường, dù đã có những công việc chính thức ngoài giờ, nhưng mà tôi vẫn nhận dịch. Những hợp đồng dịch tốt hơn, nghĩa là ít chữ hơn và nhiều tiền hơn. Đôi khi, một mình không đủ thời gian dịch, chúng tôi lại chia sẻ cho bạn bè và cùng nhau dịch. Đến một thời điểm, tôi ngồi cùng hai người bạn và nói, chúng ta nên thành lập một công ty về dịch thuật, quay lại trường tìm những bạn sinh viên tốt, chia sẻ những bản dịch cho mọi người. Sinh viên sẽ được chúng ta đối xử tốt hơn. Chúng ta cũng sẽ thỏa sức nhận thật nhiều hợp đồng dịch lớn và kiếm được nhiều tiền hơn. Và thế là chúng tôi bắt tay vào thành lập một trung tâm dịch thuật, hì hụi thiết kế logo, làm web, in card, v.v. với những cái viễn cảnh tươi sáng. Trung tâm lay lắt được vài tháng thì dừng hoạt động. Nguyên nhân là chẳng ai trong số chúng tôi quyết định nghỉ việc để về làm toàn thời gian cho công việc kinh doanh của mình cả. Bởi công việc hiện tại của ba đứa đều ổn định, thu nhập tốt và khi bắt tay vào thực hiện dự án dịch thuật, không ai có đủ thời gian để chạy hai công việc cùng một lúc. Sau này tôi gặp gỡ nhiều bạn bè, chứng kiến nhiều startup và cũng được bạn bè rủ tham gia vào những startup khác nhau. Câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra luôn là, ai sẽ quyết định làm toàn thời gian, sống chết cho dự án này? Nếu mọi người đều chỉ tham gia với tư cách bán thời gian, tôi sẽ dừng việc hợp tác ngay lập tức, cho dù là đội hình có kinh nghiệm đến mấy, có bằng cấp cao đến mấy. Bởi vì khi khởi nghiệp, công việc tư duy rất nhiều, nhưng mà công việc chân tay lại còn nhiều hơn gấp bội. Bạn cần phải có người sắn tay và làm việc cật lực, toàn tâm toàn ý, may ra thì thành công mới mỉm cười với bạn. Một người bạn tôi rất nể trọng trong lĩnh vực công nghệ rủ tôi khởi nghiệp. Đó là thời điểm năm 2008 khi làn sóng thương mại điện tử còn khá mới mẻ. Lĩnh vực gì? ERP, phần mềm quản trị doanh nghiệp. Người bạn tôi nói, đây là lĩnh vực của tương lai, doanh nghiệp sẽ quản trị toàn bộ nhân sự, kế toán, v.v. ở trên nền tảng ERP. Thú thực là lúc đó tôi cũng không biết ERP là gì, chỉ biết mang máng, nhưng mà vì đã đọc quá nhiều sách về Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell và bị ám ảnh bởi những thương vụ khởi nghiệp tỷ đô ở thung lũng Silicon hoa lệ và nhanh chóng bị người bạn thuyết phục với lời khẳng định phần mềm này ở nước ngoài có giá trị lên đến hàng chục ngàn đô, tao có thể làm được chỉ với vài chục triệu. Giấc mơ làm giàu bùng cháy để rồi ngấm tắt sau chưa đầy một năm. Nguyên nhân là người bạn của tôi vật lộn mãi không thể nào làm ra được sản phẩm demo. Trong khi đó, chi phí nuôi nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng, tiền thuê nhà hàng tháng rất lớn. Cuối cùng, khi sản phẩm ra đời, chúng tôi đi chào hàng thì chẳng doanh nghiệp nào mua. Thú thực là ai dám trao toàn bộ hệ thống dữ liệu doanh nghiệp cho hai thằng nhóc với một công ty hoàn toàn không có thương hiệu ở trên thị trường. Sau này, khi tham gia tư vấn hoặc tham gia trực tiếp vào một số doanh nghiệp ở thời điểm khởi nghiệp, câu hỏi tôi luôn đặt ra là, bao nhiêu lâu thì sản phẩm ra đời? Ngân sách nuôi công ty đến lúc sản phẩm ra đời là bao nhiêu tiền? Và bao nhiêu tiền sẽ được chi ra để làm thương hiệu nhằm thuyết phục khách hàng mua sản phẩm? Nếu ba câu hỏi trên chưa được trả lời thấu đáo, tôi sẽ chờ đợi đến thời điểm chín muồi hơn để bắt đầu. Sau khi ra trường, tôi làm việc trong lĩnh vực du lịch. Nhìn thấy thị trường nhà hàng chuyên dành cho khách du lịch có tiềm năng, tôi cùng hai người anh cùng nghề quyết định gọi vốn mở cửa hàng du lịch. Bởi vì ba anh em đều ít vốn, nên chúng tôi quyết định gọi thêm vốn từ những người anh em bạn bè khác cùng làm trong lĩnh vực du lịch. Một phần lo sợ mơ hồ rằng sau này công ty lớn mạnh, những cổ đông lớn hơn sẽ chiếm đoạt tâm huyết do mình gây dựng, nên chúng tôi quyết định những cổ đông góp vốn sẽ không được quá 20% cổ phần. Rất nhiều người tham gia góp vốn và dự án nhà hàng được hình thành với danh sách cổ đông ban đầu lên tới gần chục người. Sau hơn một năm nhà hàng hoạt động, tôi cùng với một số cổ đông khác rút vốn khỏi dự án. Nguyên nhân không hẳn đến từ việc kinh doanh. Thực tế, công việc kinh doanh khá suôn sẻ và nhà hàng đã có độ phủ rộng tới toàn bộ các công ty du lịch tại Hà Nội với lượng khách hàng khá ổn định. Tuy nhiên, sự tan rã đến từ nội bộ cổ đông. Nhiều người không phải là tệ hại. Điều tệ hại là khi bạn có nhiều người tham gia góp vốn, bạn cần phải có luật chơi thật song phẳng và rõ ràng ngay từ ban đầu. Nếu không, sự va chạm của những cái tôi lớn và sự tư duy tôi là cổ đông, tôi là chủ sẽ khiến cho doanh nghiệp mất quá nhiều thời gian giải quyết những vấn đề nội bộ rồi không thể vươn mình lên một cái tầm vóc lớn được. Vậy có nghĩa là bạn nên khởi nghiệp một mình? Không, những câu chuyện kinh doanh đã đề cao quá nhiều vấn đề cá nhân. Một mình Steve Jobs không thể khởi nghiệp thành công nếu thiếu thiên tài kỹ thuật của Steve Wozniak và tư duy marketing ban đầu của Mike McCullough. Một mình Bill Gates đã không thể thành công
nếu thiếu góp sự đóng góp của Paul Allen trong những ngày đầu khởi nghiệp. Khi khởi nghiệp, chúng ta cần có một ekip làm việc. Điều đáng nói là ekip làm việc của những công ty khởi nghiệp thường là bạn bè. Bạn bè thường có một điểm chung nào đó. Có quá nhiều điểm chung chỉ tốt khi mà chúng ta nói chuyện cà phê, còn thật ra là sẽ không tốt cho doanh nghiệp khi khởi sự. Bởi ekip làm việc cần những con người với kỹ năng đặc biệt. Lý tưởng là một bộ ba với kỹ năng sản phẩm, marketing và vận hành. Đó là ba chân kiềng vững để doanh nghiệp có thể vượt qua những sóng gió ban đầu và tìm kiếm cơ hội ở trong tương lai. Tuy nhiên, bài học lớn hơn cả khi tham gia vào các dự án khởi nghiệp, đó là sau khi bắt đầu những dự án khác, những cổ đông cũ vẫn sẵn sàng tiếp tục góp vốn cùng với tôi. Bởi vì trong quá trình làm việc, tôi đặt nguyên tắc minh bạch tài chính lên hàng đầu. Bạn có thể thất bại do thiếu kỹ năng, thiếu may mắn hay là thiếu cả hai. Cổ đông có thể chê trách bạn, nhưng bạn vẫn sẽ có cơ hội làm lại bởi con đường kinh doanh vốn dài với những con người đam mê khởi nghiệp. Nhưng mà nếu bạn nhập nhèm về tài chính, cơ hội làm lại đối với bạn là rất nhỏ. Bởi vì không ai muốn tham gia doanh nghiệp với một người không minh bạch về tài chính cả. Nếu các bạn thích những bài viết như thế này, hãy ghé qua trang cá nhân của tác giả Hoàng Tùng được đính ở trong phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì nếu các bạn thích video, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!